những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Quân xâm lược Nga tấn công Ukraine từ hai hướng, tại Kiev có nhiều tiếng nổ lớn. 12 UAV tấn công Shahed-136, 131 và một trinh sát UAV Granat 4 của Nga đã bị bắn hạ trong cuộc trượt đuổi trong đêm. Tổng thống Litva cần phải ngăn chặn Nga trước khi nước này gây ra thảm họa. Putin vẫn tin mình có thể thắng trận. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ tiết lộ kế hoạch của Điện Kremlin và đánh giá khả năng lực lượng vũ trang Ukraine phản công lớn. Tổng thống Biden siết chặt chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Nga đe dọa sở hữu vũ khí độc nhất có khả năng hủy diệt nước Mỹ. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quân xâm lược Nga tấn công Ukraine từ hai hướng, tại Kiev có nhiều tiếng nổ lớn. Kính thưa quý vị, vào chiều tối ngày 27 tháng 3, quân xâm lược của Nga đã tấn công Ukraine với sự trợ giúp của máy bay không người lái Kamikaze Shahed của Iran từ hai hướng. Quân phòng vệ Ukraine đã bắn hạ các mục tiêu trên không của đối phương. Điều này được RBC Ukraine thông báo dựa theo tuyên bố của người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inak trên sóng truyền hình quốc gia. Thưa quý vị, ông Inak nói, đang diễn ra điều như mọi khi. Thỉnh thoảng, kẻ thù tấn công Ukraine bằng Shahed-136 hoặc Shahed-131. Chúng tấn công từ phía Bắc và Đông Nam. Đây là khu vực Bryan, cũng như bờ biển phía đông của biển Azov, và có một nhóm Shahed. Ông cho biết thêm, máy bay không người lái của kẻ thù đã bị săn đuổi. Đồng thời thì theo lời của ông, nếu người Ukraine nghe thấy tiếng nổ, điều đó có nghĩa là hệ thống phòng không đang hoạt động, nhưng cũng có vẻ đó là vật thể bay đến. 12 UAV tấn công Shahed-136, 131 và một trinh sát UAV Granat 4 của Nga đã bị bắn hạ trong một cuộc rượt đuổi trong đêm. Như đã nói ở trên, vào chiều tối ngày 27 và rạng sáng ngày 28 tháng 3, quân xâm lược của Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công Shahed-136, 131 và bom dẫn đường của Nga cũng đã tấn công khu vực Kherson. Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, phòng không không quân Ukraine đã tiêu diệt 13 mục tiêu trên không, trong đó 12 UAV tấn công Shahed-131-136 và một trinh sát UAV Granat 4. Sau đó, những tiếng nổ vang lên ở Kiev. Thị trưởng thành phố báo cáo rằng một đám cháy đã bùng phát tại một cửa hàng ở quận Sviatoshin của thủ đô. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev báo cáo rằng vụ hỏa hoạn xảy ra do mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái rơi xuống cơ sở. Theo dữ liệu sơ bộ thì không có ai bị thương. Cần lưu ý rằng, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran được thực hiện từ phía Bắc và Đông Nam và các máy bay chiến đấu Su-35 của quân xâm lược Nga đã cất cánh từ sân bay Maropost ở vùng Rostov và tấn công vùng Kherson bằng hai máy bay dẫn đường và bom. Tổng thống Litva cần phải ngăn chặn Nga trước khi nước này gây ra thảm họa. Tổng thống Litva Gitanas Nausi đã kêu gọi ngăn chặn Nga trước khi nước này gây ra thảm họa hạt nhân. Nhà lãnh đạo của Litva nhấn mạnh, sự hăm dọa hạt nhân của Nga vẫn tiếp tục bởi vì Putin đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và một lần nữa hoàn toàn coi thường các thỏa thuận quốc tế, cần phải ngăn chặn kẻ gây hấn để không gây ra thảm họa hạt nhân. Xin nhắc lại, nhà độc tài Nga Putin trước đó đã nói rằng Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì ý định của Liên bang Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. EU tuyên bố họ sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt. Putin vẫn tin mình có thể thắng trận. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ tiết lộ kế hoạch của Điện Kremlin và đánh giá khả năng lực lượng vũ trang Ukraine phản công lớn.
những nỗ lực không ngừng của người đứng đầu Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm gây chiến với Ukraine cho thấy rằng ông vẫn hy vọng vào chiến thắng của mình trong đó. Điện Kremlin vẫn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu quân sự ban đầu của mình thông qua một cuộc chiến kéo dài mà họ muốn giành chiến thắng, bằng cách áp đặt ý chí của mình lên người Ukraine bằng vũ lực hoặc bằng cách phá vỡ nó sau khi phương Tây rời khỏi Kiev. Điều này được nêu trong bản tóm tắt của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, với lưu ý rằng cả Ukraine và phương Tây đều không thuyết phục được nhà độc tài Nga rằng ông ta nên xem xét đưa ra một giải pháp thỏa hiệp. Các nhà phân tích gọi một cuộc phản công lớn của lực lượng vũ trang Ukraine là rất cần thiết, nhưng họ tin rằng những thất bại và tổn thất tiếp theo của quân xâm lược thì vẫn không thể thuyết phục được Putin tham gia đàm phán với những điều kiện khác, ngoài việc đạt được tất cả các mục tiêu đã tuyên bố. Các chuyên gia nhắc lại, kết quả của các cuộc chiến tranh thường thực sự được xác định trên chiến trường thông qua các cuộc đàm phán, chỉ xác nhận được thực tế quân sự. Putin có lẽ nhớ rất rõ một ví dụ như vậy, chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu. Nhưng vấn đề không phải là tất cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc bằng một giải pháp thương lượng, đặc biệt nếu điều này được hiểu là sự công nhận lẫn nhau về việc không thể đạt được các mục tiêu mong muốn thông qua lực lượng quân sự. Putin đã khởi xướng cuộc chiến hiện tại và là người đóng vai trò chủ chốt, người phải quyết định rằng mình không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua lực lượng quân sự, và thay vào đó nên tham gia một giải pháp thương lượng về cuộc chiến nếu chiến tranh kết thúc theo hai cách này. Họ bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc chiến do Nga gây ra chống lại Ukraine sẽ tiếp tục chừng nào mà nhà lãnh đạo Điện Kremlin còn tin rằng ông ta có thể áp đặt ý muốn của mình lên Kiev. Tuy nhiên thì Putin tiếp tục thể hiện rõ ràng bằng lời nói và hành động rằng thì ông vẫn chưa đi đến kết luận đó, mặc dù nỗ lực quân sự chính của ông đã thất bại trong mùa đông này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhấn mạnh, những nỗ lực của ông ta nhằm buộc Ukraine và châu Âu phải đầu hàng đã không dẫn đến điều gì, và các cuộc tấn công của mùa đông, xuân của Nga, vốn được cho là nhằm bảo đảm biên giới của khu vực Luhansk và Donetsk, đã đạt đến đỉnh điểm. Cần lưu ý rằng, bộ chỉ huy của những kẻ xâm lược đã cử hầu hết trong số 300.000 quân dự bị được huy động vào mùa thu năm 2021, cũng như 40.000 tù nhân do quân đội tư nhân Wagner của Nga tuyển mộ, tham gia một cuộc tấn công nhiều sư đoàn, dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Donbass. Kết quả của những nỗ lực này không mấy ấn tượng. Quân đội của Nga không đạt được thành công đáng kể ở Luhansk, quân Wagner chiếm một phần Bakhmut và thực hiện một cuộc diễn tập bỏ qua chưa hoàn thành, nhưng không thể buộc lực lượng vũ trang Ukraine rời khỏi hướng này. Trong khi đó, các lực lượng của hai nước Cộng hòa tự xưng được hỗ trợ bởi các quân nhân thông thường của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công không hoàn chỉnh tương tự xung quanh Avdiivka, và cuộc tấn công vào Vlida ở phía tây của khu vực Donetsk đã mang lại rất ít hoặc không có kết quả gì cho Nga, với chi phí đáng kinh ngạc về nhân lực và thiết bị. Các nhà phân tích nhận định, không gian viết blog của Nga, cũng như các phương tiện truyền thông Nga, Ukraine và phương Tây tràn ngập các cuộc thảo luận về cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine, mà câu hỏi thực sự duy nhất dường như là nó sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Và đây sẽ là thời điểm thích hợp để Putin kết luận rằng Nga không thể áp đặt ý muốn của mình lên Ukraine bằng vũ lực và rằng ông ấy phải tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp. Tuy nhiên, rõ ràng ông ấy đã không đi đến kết luận đó. Thay vào đó, người đứng đầu Liên bang Nga đang tăng cường cam kết đánh bại Ukraine về mặt quân sự và hoặc kéo dài chiến tranh bằng cách huy động cơ sở công nghiệp quân sự và cập nhật các kế hoạch huy động tiền điện tử khác nhau để tạo ra sức mạnh chiến đấu mới. Các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga xung quanh Bakhmut và Avdiivka, cũng như dọc theo các chiến tuyến ở Luhansk và Tây Donetsk, là một dấu hiệu khác cho thấy Putin vẫn cam kết giành chiến thắng trong một số cuộc chiến tranh kéo dài mà kết quả chủ yếu được quyết định bởi thực tế quân sự trên thực địa. Bây giờ, chỉ những cuộc tấn công này không trở nên vô nghĩa mà còn gây bất lợi cho sự chuẩn bị của Nga. Cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này, giai đoạn sẽ xoay quanh cuộc phản công sắp tới của Ukraine. Các lực lượng Nga có thể hoặc không thể đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Avdiivka hoặc Bakhmut, nhưng họ sẽ không đạt được lợi thế hoạt động đáng kể trong cả hai trường hợp, bởi vì họ không có cách nào để khai thác những lợi ích đó. Người Nga dường như rất có ít cơ hội đạt được bất kỳ lợi ích nào đáng kể về mặt chiến thuật ở phía Tây Donetsk hoặc hầu hết tuyến Lugan. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhấn mạnh cho biết các cuộc tấn công ở tất cả các khu vực này đều đang tiếp tục. Theo các chuyên gia, việc Putin tiếp tục các cuộc tấn công của Nga
trong bối cảnh hoạt động và chiến lược hiện nay là tương đương với sự lạm quyền. Tuy nhiên, sự kiên trì như vậy trong việc bám vào các cuộc tấn công này có thể có ý nghĩa trong một cuộc chiến kéo dài. Trong đó, ông hy vọng sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine sẽ suy yếu hoặc giảm dần. Putin thậm chí có thể ngụ ý rằng các hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho một giải pháp thương lượng theo các điều khoản mà ông đã công bố, bao gồm sự công nhận quốc tế về việc Nga sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, tự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa các khu vực Ukraine, nếu quân đội của ông ta thực sự chiếm được chúng, các chuyên gia quân sự giải thích. Họ cho rằng một loạt các cuộc phản công thành công của Ukraine không chỉ một mà gần như chắc chắn là cần thiết, nhưng không đủ để thuyết phục Putin tham gia đàm phán về các điều khoản khác, ngoài việc đạt được tất cả mục tiêu đã đề ra. Lực lượng phòng vệ Ukraine ISW nhấn mạnh phải chứng tỏ rằng họ có thể làm được những gì mà người Nga không thể, đó là thay đổi thực tế trên mặt đất thông qua hành động quân sự. Họ cũng nên gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa đối với sức mạnh quân sự của Nga, đến mức Putin và những người thân cận nhất ủng hộ ông ta trong cuộc chiến này thấy rõ rằng lực lượng vũ trang quân đội Nga không thể hy vọng cải thiện kết quả cuộc chiến bằng cách tiếp tục chiến đấu. Viện nghiên cứu chiến tranh kết luận, vì vậy nhiều chiến thắng lớn của Ukraine ở cấp độ tác chiến là cần thiết để tạo ra bất kỳ triển vọng nào về một giải pháp thương lượng cho cuộc xâm lược hiện tại hoặc buộc Putin phải chấp nhận thực tế quân sự bất lợi trong trường hợp không có giải pháp chính thức. Có lý do để kỳ vọng rằng các lực lượng Ukraine thực sự có thể thành công thông qua các cuộc phản công. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Putin có chấp nhận những thực tế quân sự này hay không. Ông ta có thể chọn tiếp tục chiến đấu, có hoặc không tạm dừng, miễn là đạt được tất cả những mục tiêu của mình. Những lời lẽ và hành động của ông ấy cũng như những khuôn mẫu trong quá khứ của ông ấy chắc chắn gợi ý về một khả năng như vậy. Do đó, một giải pháp thương lượng có thể không đạt được vì Putin sẽ không chấp nhận thực tế rằng ông ta không thể thực sự chinh phục được Ukraine. Ukraine và phương Tây sẽ phải tạo ra những thực tế quân sự cho phép chấm dứt chiến sự với những điều kiện mà họ thực sự có thể áp đặt lên Putin trong trường hợp này. Trong khi đó, Tổng thống Biden siết chặt chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Hoa Kỳ đã có thể siết chặt chiến lược của mình trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, trong bối cảnh Điện Kremlin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Các loại vũ khí do Mỹ và NATO cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đã trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn so với 13 tháng trước. Người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden luôn theo đuổi chính sách để cuộc chiến của Liên bang Nga xâm lược Ukraine không phát triển từ khu vực thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Tờ báo Times của Anh dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể siết chặt chiến lược của mình. Chúng tôi muốn Ukraine chiến thắng và giữ được toàn bộ lãnh thổ của mình. Người đối thoại của ấn phẩm cũng tuyên bố chính Hoa Kỳ cho biết Kiev phải lấy lại quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực bị chiếm đóng. Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, cuộc xâm lược của Nga và Ukraine là một thất bại chiến lược, nhưng mà ở đây thì chúng ta đang đối phó với một cường quốc hạt nhân và chúng ta phải tính đến điều này. Trước đó, Washington nói rằng, mục tiêu của cuộc chiến là không phải sự thất bại của Nga như thế nào, mà là bảo vệ Ukraine khỏi Liên bang Nga, bảo đảm cho Kiev một vị trí quân sự mạnh mẽ vào thời điểm bắt đầu đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngoan cố tiếp tục pháo kích và leo thang, thể hiện sự không sẵn sàng đàm phán, chứ chưa nói đến nhượng bộ. Liên quan đến vấn đề này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev để giúp Ukraine tồn tại như một quốc gia dân chủ độc lập. Đáp trả hành động trên, Nga đe dọa sở hữu vũ khí độc nhất có khả năng hủy diệt nước Mỹ. Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố rằng Nga có một loại vũ khí độc nhất có khả năng tiêu diệt cả nước Mỹ. Các ấn phẩm tuyên truyền của Nga như RIA Novosti và TASS trích lời thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho hay. Ông Patrushev cho biết Nga có một loại vũ khí độc nhất có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nga. Ông cũng nói thêm rằng ý kiến của các chính trị gia Mỹ rằng Liên bang Nga sẽ không còn khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu của Hoa Kỳ là sự ngu ngốc thiển cận và nguy hiểm. Theo Patrushev,
Sau sự sụp đổ của Liên Xô thì Nga bị cáo buộc là đã mắc sai lầm, nhưng giờ đây Nga đã có thể bảo đảm cả ổn định nội bộ và an ninh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Ông cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ hiện đang cố gắng đàn áp Liên bang Nga và sau đó được cho là sẽ đối đầu với Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và cơ sở lưu trữ chúng sẽ sẵn sàng vào tháng 7. NATO gọi luận điệu hạt nhân của Nga là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Còn Mỹ lưu ý rằng họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell coi khả năng di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tới Belarus là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.